nó đi mần mướn đồ ăn. Vậy chứ sao bây giờ mấy cha con phải cố gắng nhà rồi bây giờ gắng lo mần đi. Cố gắng nương tựa lẫn nhau ha. Dạ. Nó bây giờ nó cũng yếu rồi. Hỏi nhỏ thôi cái ví dụ như chị về anh chịu không? À, mà làm sao thứ hai xong cho em á. Nói vậy là giờ thằng cũng quá quý rồi, con cảm ơn. Ồ phanh tay luôn. Trời ơi, ngại quá. Khu cư nào? Khu cư ở Tân Kiều. Ồ. Rồi bây giờ bắt nhiều quá trơn rồi đó mà bác chưa có làm cái cửa lại được. Mai bữa ổn mới nhả bể chậu. Trời, bác ở với ai? Ở với ổng với thằng cháu. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay tiếp tục hành trình vào một buổi sáng nay. Hôm nay thì sáng nay được nghỉ 1-2 tiết đầu nên buổi hồi tranh thủ vô nhà anh Sang để quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì ở cái video clip trước buổi hồi quay về cái nhà của anh Sang mà mới dán gặp ở nhà vệ sinh đó cô bác quý anh chị, thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng là ngôi nhà của anh Sang nó bị thiếu ánh sáng. Thì những cái bình luận của cô bác quý anh chị góp ý cho nhà của anh Sang thì chỉ muốn tốt cho nhà anh Sang thôi. Và buổi hồi xin tiếp nhận và ghi nhận. Thì hôm nay thì mình sẽ vô đây, thứ nhất là định ngày dẫn bò về, định ngày ăn mừng nè. Thứ hai cái quan trọng nhất là coi nhà nó đủ ánh sáng chưa, và không đủ thì mình sẽ tìm một cái cách giải quyết để cho nó đủ ánh sáng cho nhà anh Sang. Đó là mục tiêu của mình quay clip này cho cô bác quý anh chị xem. Anh Sang em chào anh. Chào. Sáng nay trồng hồ hả? Dạ. Trồng hồ có cán nền. Cán nền ha. Dạ. Ừ. Ê, Dương đâu? Dương sáng nãy đi công chuyện rồi. Sáng nay có mình anh trộn hả? Dạ, có thở nữa. Vậy hả? Ừ. Thấy gần xong rồi. Dạ. Còn có cố gắng nha anh. Dạ, dạ. Còn có tí xíu, hai đứa bé đi học hả? Sáng đi học rồi. Ừ. Đi bộ hay là anh đưa đi? Sáng hai nó đưa đi, đi về chưa về nữa. Dạ. Ở cái phần này thì cô bác quý anh chị thấy rõ. Cái này chắc mai to quá. Nay nếu kịp thì to ngày nay luôn. Kịp là to luôn ha. Dạ, chào anh Hải. Họ vẫn đang làm nè. Dạ. Anh Minh với anh Hải lộn rồi. À, cho em vô trong xem cái nha. Này đi được không ta? Cái này chút xíu nữa là xong vậy anh ha. Em nhảy qua được không ta? Nhảy qua anh. Dạ. Ờ. Anh em mình đi tham quan cái anh ngưng tay đi tham quan cái anh nhiều quá. Có cái đường đó mình ở ngoài mình nhìn vô mình thấy tối ha, chứ mình vô đây đâu có tối đâu. À, lúc trước thì mình thấy nó tối cô bác quý anh chị, vì chưa dán gạch này lên nè. Nó chưa phản quang lên phải không? Bây giờ nó với lại cửa sổ bên kia nó chưa có lồng quang. Ở bây giờ nhà cô bác quý anh chị nè thấy có tối không? Nếu như mà có tối thì bình luận cho buổi hồ xem. À, thì gạch ở dưới này là dán xong hết rồi nè, chưa lên màu đó nha. Cái này là chưa đi bê ha. Chưa đi màu á nên chưa có dạ lên. Rồi đi bê nữa sáng nữa đó. Ờ, cái này là tại vì cái này là nó hút ánh sáng đúng không? Thành thử ra là nó chưa có phản cái màu nó sậm á, cái nó thấy hơi tối chút. Dạ. Là gặp dán lên rồi thôi thấy cái phòng nó đẹp ghê á. Ha. Cái này lên màu nó là lăn bê nữa là sáng rực à. Vậy hả? Ừ. Tại không tính gắn cửa sổ bên đây mà gắn cửa sổ nhiều quá thì mưa gió rồi cái mất công dữ lắm. Công đi đóng á. Nói chung là thấy sáng nay anh sáng cô bác quý anh chị thấy như thế nào? Tại vì cái nhà mình chưa đi bê tối. Cái màu bị cái màu tường nó sậm á. Anh tối. Làm nhà thường vậy hay sao? Cái kinh nghiệm hay sao anh nhiều? Ờ. Bởi vì anh đâu gắn đường này nè. Ừ. Thì lên màu xong sáng được à, không dạ. Gì đó. Còn muốn sáng nữa thì anh gắn ở đây kiến ở đây nè. Ờ. Thì này. Bây giờ mình thấy đủ có sáng thôi khỏi. À, mình sẽ không gắn cửa sổ. Thưa cô bác quý anh chị luôn là mình có trao đổi với anh nhiều thì nói Mạnh Thường Quân cũng một số cô bác quý anh chị góp ý là nên gắn cửa sổ ở cái đường đi vào này nè. À. Một hoặc hai cái, nhưng mà nhà này là nhà ở giữa đồng
Thành thử là cái cửa sổ nó mưa gió tạt lâu ngày nó có thể bị xét. Bởi vì nên anh mới không gắn cái lần này nè. Lâu ngày còn bây giờ muốn mà bà con muốn sáng nữa thì gắn cái kiến ngay chỗ này nè. Gắn cái kiến đây là như sáng. Là móc ra móc lỗ vuông hình chữ nhật á. Hai tấc bốn tấc ngay này nè. Là nó lấy ánh sáng vô đây mà cái này thấy đủ rồi nè. Ở ngoài này cô bác anh chị thấy sáng không? Sáng cực kỳ luôn á. Bây giờ mình thôi thì mình cái này là chưa có lăn bê ngang lăn bê lên nữa sáng nữa. Rồi bây giờ mình ánh sáng thì coi như phòng bên kia nó lóe quá cũng đủ luôn rồi đúng không? Bây giờ mình nên gắn một cái lấy một cái nguồn ánh sáng, mình không gắn cửa sổ mình gắn cái rồi, lấy kiến kiến trong. Rồi gắn đây nè. Lấy ánh sáng ở đây hay là ngoài này? Bên đây nè, đặng nó đi luôn cái đường này. Sao nó như vậy? Mình lấy một cái lần này thôi nhưng mà nó đi luôn cái lần này nè. Vô luôn cái lần này. Thì thôi bây giờ mình lấy một cái kiến đi ha. Thì gắn đây một cái nè. Gắn cái đủ rồi. Sáng hết nè. Hôm trước nhìn thấy một là quay buổi chiều. Hai là nó chưa có dán gạch, chưa có phản quang ở dưới này lên. Đúng rồi. Nên nó hơi bị tối. Cô bác quý chị góp ý thì Bùi Hồ đọc hết à. Nó hơi bị tối. Thì Bùi Hồ mới điện cho anh nhiều liền. Nói nhà Mạnh Thường Quân nói góp ý nó tối quá. Nhưng mà hôm nay thì cô bác quý anh chị thấy nó ánh sáng tại cái nhà ngôi nhà cái phần này nè. Theo cái vật lý á, thì đây là cái màu sậm nó sẽ hút ánh sáng. Nó tối. Rồi sau khi mà nó sơn lên thì nó sẽ phản ánh sáng ra. Nhìn nhà sáng nè, bây giờ anh nhìn cái màn hình nhà sáng kinh khủng lắm. Nè. Ha. Đủ ánh sáng á, bây giờ mình chỉ cần gắn miếng kiến đằng sau được rồi. Cửa sổ bên đây nhà vệ sinh cái chỗ nấu ăn có ánh sáng đủ em ha. À, cho cô bác quý anh chị xem đây luôn nè, ánh sáng cô bác quý anh chị thấy đâu có thắp đèn đâu. Này chưa che ha, chưa. Rồi có một cái nữa em góp ý đó là mình xây cái máng trong bò, máng cỏ, tính làm bằng sắt luôn á, bằng thiết ha. Bằng thiết, cái khung bằng sắt nhưng mà ở ngoài thì thiết. Đang mình thiết kế cho con bò nó đút mỏ vô ăn lấy cỏ luôn. Vậy đi cho nó hay. Là bây cỏ giờ để trong ở trong cho nó rộng. Bây giờ em đã lên lịch rồi, bắt bò tại gỡ lâu người ta hơi phiền. Người ta cắt cỏ hơi phiền, mình nói khoảng 10 ngày bây giờ ra 15 ngày luôn rồi. Ra đến tuần sau là 15 ngày đó. Nên thành thử là em tranh thủ bữa thứ hai bắt hả? Thứ hai là 3 giờ chiều là phải đem bò về. Đó, cái đó là quyết định luôn. Để đâu người ta phiền mình lắm. Rồi. Cái không biết anh Sang về cái cây nước này được chứ ta. Cây nước này để chắc để anh làm mới được. Anh làm ha, anh Sang làm không được hả? Ủa anh cũng có kinh nghiệm làm nước luôn hả? Mấy cái này xử lý hoài à, biết. Hay quá ta. Để đi, để ở không ra tay mới được. Dạ, vậy là anh Sang kinh nghiệm chưa cao rồi. Ôi đẹp. Phải nói cô bác với anh chị, nếu cái lấy ánh sáng này sao cũng hay, mà chỗ này em thấy nó cũng hay, mà chỗ này có hai ánh sáng từ cái cửa sổ dội qua rồi, qua thấy cũng sáng rồi được. Thấy cũng sáng rồi, nên là nữ lấy cửa ở ngoài sau này nó sẽ dội tới nó sai hay hơn. Mày cái đưa vô cái nữa rồi á. Em thấy giống như nhiều vậy đó. Mai mốt đi cô bác quý anh chị cố gắng đợi khoảng chừng năm ngày nữa quay lại mà cái này mà sơn bê xong ha. Nó sáng. Trời ơi nó sáng một cái bảo đảm Bùi, cô bác quý anh chị tin Bùi Hồ một cái. Chép một bề vô mắt. Dạ. Sáng, dán cái này nè, như ở đây nè, cô bác quý anh chị thấy ở đây nè, hù lên rồi. Tối không? Nhưng mà sau khi gạch ở đây nó phản quang lên nó sáng nè. Tại này chưa dán gạch nên nó tối đó. Đó, cái màu này là cái màu sậm, là một cái màu hút ánh sáng. Rồi anh Sang. Dạ. Bây giờ như thế này. Ngày hôm thứ hai là em bắt bò về. Dạ. Là ngày bữa nay là 9 rồi đó. Là ngày hôm thứ hai là phải bắt bò về, tại vì mình gỡ người ta lâu quá gỡ không được. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi cái thứ hai là cái ngày mà mình dứt điểm luôn là ngày hôm thứ tư tuần sau, được không anh nhiều? Được. Dứt điểm hoàn thành hết luôn nha. Và ngày hôm thứ tư tuần sau là ngày 15 tháng chạp, là bữa đó là mình ăn mừng luôn. Dạ. Tại vì bữa đó là buổi buổi trưa trưa rồi đó, em dạy ra xong là 11 giờ xong mình chiến đấu. Rồi bây giờ thưa cô bác quý anh chị, bây giờ
mình định ngày cho anh Sang luôn, tại vì với lại nói với anh nhiều, đại tranh thủ Mạnh Thường Quân cũng trông chờ quá rồi. Yeah. Là ngày hôm thứ hai tuần sau là ngày em coi lại ngày thứ hai tuần sau là ngày 13 tháng chạp, là ngày 25 tây. Yeah. Là bò về ngày 27 tây là ăn mừng, hợp lý không? Yeah. Rồi bây giờ ngày hôm chủ nhật thì khi sau khi bò về đó em công bố tất cả các số tiền luôn. Yeah. Ừ. Ở hiện nay thì cũng làm nó cũng mình lúc đầu mình tính nó cũng ấy mà, nhưng mà cách nhà nó cũng phải phát sinh ra một số chi phí anh nhiều đó, ví dụ như mình tính 90 thì mình phải chuẩn bị 100 mấy. Ừ, rồi điện sao ta? Điện thì kêu nó la nó nay nó làm nó cái nó nay nó chạy đó. Nay chạy điện luôn ha. Dạ. Qua có gặp nó nói nó rồi đó là chưa nó chạy về nó làm. Ừ. Nó sơn cái mặt trước lên là nhìn thấy đẹp liền á, chứ không phải giỡn đâu. Tại lúc trước đi vô ngay cái đợt tối cô bác quý anh chị góp ý vừa hồi cũng chấp nhận luôn. Nên là nữ là để xem lại rút kinh nghiệm. Nói chung cái nhà này nhìn kết cấu nhìn đẹp quá. Em cũng ước mơ có được ngôi nhà như anh Sang vậy là được rồi. Cái này là em nói thiệt. An cư thì mới lập nghiệp mà, phải không? Dạ. Có cỏ rồi chưa anh? Có, vòng vòng đây cũng có số cỏ rồi, cắt về ăn đỡ rồi được. Ừ. Rảnh cái đầu mình đi cắt thêm rồi, vô. Rồi nước rồi sao? Rồi nước thì giờ chưa có ấy được nữa rồi. Để anh nhiều nói, để cho anh ra tay đi, anh ra tôi tay nó hơi bị yếu rồi. Người điện là ngày nay là đi luôn ha. Dạ. Vậy là dám chủ nhật là dám gần xong hết đó anh nhiều. Phải không? Lúc này có anh Minh nữa là hay rồi. Minh Hải, anh em. Ông này đi vô bên thì ông kia anh Hải rồi, kiểu Minh Hải rồi. Dạ. Nói chung nhìn vô trong đây thấy đủ ánh sáng nè. Vô khỏe có sáng. Chưa có bó cặp đó thì không có dạ. Vậy là em quyết định vậy nha. Rồi mình không có thay đổi lịch nữa, tại mình vậy là nữa. Các nhà dọn vô xong là nửa tháng nữa là đến Tết là được rồi. Còn bơi ở ngoài, còn tô ở ngoài là bữa nay tô kịp không anh? Nay tô kịp này không? Mặt này lót cái này xong rồi ra tô mặt này nè. À. Cô bác với anh chị thấy nè, cái mặt dựng đằng trước nè, cái cửa sổ này nè. Mình luôn tiếp nhận ý kiến của cô bác quý anh chị bình luận, rồi Bùi Hồ sẽ luôn luôn lắng nghe, tại mình còn nhỏ, Bùi Hồ còn nhỏ nên là nữ là luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cô bác quý anh chị để cho cái nhà của anh Sang nó tốt hơn. Đó là những cái đóng góp rất là, Bùi Hồ xin tiếp nhận những cái đóng góp rất là chân thành luôn. Ở bên đó là vật tư còn đó còn nhiều ta, cát hay gì? Cát mới chuyển vô ngày hôm qua còn thiếu số cát mà. Ờ, đây mới chuyển vô 25 bao xi măng nữa phải không? Dạ, 30 bao. 30 bao. Chứ 4 thau cát nữa. Mùng bọng gì có hết chưa? Mùng bò có rồi. Rồi vậy ha. Dạ. Chỉ còn làm cái ấy lên, làm cái chuồng lên đó thôi. Dạ, làm cái nóc nữa là rồi. Anh nhiều ơi. Chừng nào mình làm cái nóc chuồng bò? Mời cho anh nổ sắt vô đi. Ừ. Đừng cho là anh ai biết tùy anh à, mà làm sao thứ hai xong cho em á. Dạ, tô cho dắt ở ngoài này hả? Ờ, cho xong luôn. Cái nhà của mình tính ra là 5/10/12 hả? 5/12 ở nhà vệ sinh nằm mỹ ngoài sau đó. Không. Là tính 5/12 rưỡi luôn. Thường thường người ta, em nói thiệt với anh Sang, thường thường người ta cắt cái nhà mà cho mà Mạnh Thường Quân cho, thường người ta cắt 48 à, hoặc là 50.
chết ai cắt mà 52 gọng như anh luôn, thiệt luôn á. Cái này còn hơn là cái nhà mình cắt. Ồ, hơn nữa. Thôi cảm ơn Mạnh Thường Quân cái. Thôi vậy con cũng rất cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy cô bác anh chị đỡ vậy là giờ thằng cũng quá quý thôi, con cũng cảm ơn. Ồ, khoanh tay luôn. Trời ơi, ngại quá. Con chào bác nha. Dạ. Này nước trà hả bác? Nước trà đem lại cho mấy chú mấy cậu uống. Dạ. Rồi bây giờ con anh Sang là con bác á, có nhà bác vui dữ không? Vui. Tại vì bác lo nó không nổi đó. Bác nghèo mà bác bán ăn từ từ với số mà làm sao mà lo cho con nổi. Hôm nay bác có bán không? Nay nghỉ nhận mà phụ với nó chút đỉnh nè. Ngày bác bán được nhiêu tờ? Ngày bán 100, 150 à. Là lời được 170. 170 hoặc 120. 170 với 160. Rồi đủ ăn không bác? Thì xây trong nhà đủ vậy thôi chứ không có dư. Ừ. Vậy đó, anh thì bác bây giờ yếu đuối rồi, bây giờ ngại chút rồi đó. Bây giờ con mắt của bác bây giờ nó không có được tỏ hung đó. Bác năm nay nhiêu rồi? 73 rồi. À, nhà của bác đó có được bự giống gì không? Không, nhà khuôn cư mà nhỏ hơn nhà này. Ừ, nhà đó là nhà nước cho hả? Nhà nước cho. Nhà của bác bây giờ ngang nhiêu, dài nhiêu? Để ngang 5 thước, bây dài 13 thước. Nhà nước cho nền cho ấy luôn, cho nền cho nhà luôn. Cho nền, cho cái nền bán góp. Ờ, bán trả góp cho nhà. Nhà tiền chế hay nhà tường giống gì? Cho cái nhà thì trả góp. Ờ. Còn cái nền nó thì trả tiền mà trả cũng từ từ. Ờ, nhà của bác là gặp gì luôn hả? Ừ, cũng vậy. Có đẹp giống gì không? Không đẹp bằng. Không đẹp bằng. Thì tự nơi bác làm mà bác có nhiều bác làm nhiều rồi đó. À. Bằng cái cửa cây đó. Ờ. Bây giờ nó sụp rồi. Bác làm chấp giá ha? Ừ. Khuôn cư nào? Khuôn cư ở Tân Kiều. Ồ. Rồi bây giờ bác nhiều hết trơn rồi đó mà bác chưa có làm cái cửa lại được. Mai bữa ở nhà bể trời. Trời, bác ở với ai? Ở với ổng với thằng cháu. Ồ. Cái cửa mắc tiền không mà mua không nổi. Mua cái cửa đó là phải sửa lại cũng 7 triệu mà làm sao bác có. Ừ. Cái cửa kêu bác là cửa cây hả? Ừ, cửa bác cửa cây. Ờ. Bây giờ nếu sửa lại thì sửa cửa dắt. Dạ. Nhà của bác là chỉ thiếu cái cửa thôi. Dạ. Con đâu biết rồi đó, giờ con biết bác ở Tân Kiều thôi, đâu biết là vậy. Dạ. Ừ. Bây giờ khổ, bây giờ bị gì hồi đó thì còn mà được nhiều. À, đi bán 300-400 vé. Bác để xuống đi, để đâu nó mỏi tay bác á. À, có cái gì để đặt uống nước không con? Bác để xuống đi. Rồi. Bác để ngoài này cũng được cái gì? Để lâu rồi. Bác năm nay nhiêu rồi? Sáu mấy? Bác năm nay là 73. Tết này 74. Bác tuổi Tý. Dạ. Gặp nhà anh Sang bự hơn nhà bác. Gặp vui bên ở nhà nó bự hơn mà xây cái kiểu này đẹp nữa. Còn cái nhà của bác nó tệ lắm. À, bây giờ nó ở trên thì đổ dột xuống rồi. Năm nay cũng mười mấy, 20 năm gì rồi. Dạ, trả nhà trả góp hết chưa? Dạ, chưa hết nữa. Dạ. Trả chưa hết đó mà. Bây giờ lát yếu như vậy đi rồi. Cái ma mần cầm biên từ hôm đó đến nay đăng lãi không chứ không có mà trả vốn được. Còn nhiêu lãi phải không? Còn nhiêu tiền? Tiền vốn thì còn 15, còn 5 triệu tiền cái nền. Còn cái kia 8 triệu nữa. Bác trai năm nay nhiêu rồi? Ông 83 rồi. Rồi bác trai làm gì? Đâu có làm gì nổi. Giờ cái đi vô đi ra vậy đó mà còn mệt tới mệt lui. Lớn hơn bác 10 tuổi. Lớn bác 10 tuổi. Vậy là bác bán số là nuôi bác trai luôn? Tôi nuôi bác trai rồi nuôi cháu. Thằng cháu đi học nay lớp 4 nữa. Ờ, dạ. Rồi mẹ nó thì đi có chồng đâu có nhà. Dạ. Bà bỏ ra đây nhà. Ở với anh Sang chịu không? Ở đây rồi bỏ nhà chồng trai. Bằng thờ bằng lên đâu rồi đàng hoàng hết trơn nữa rồi. Dạ, có nghĩa là bằng thờ mình nhà... đi không ai đốt nhang á. Không ai đốt nhang cho ông bà ha. À, vậy đó. Dạ. Bây giờ có đi tới đi lui vậy đó. Nhưng mà gặp anh Sang có vậy vui, mai mốt ra thập nhiều hơn. Ví dụ bán vé số ở đây nè, trưa vô đây nghỉ. Dạ.
thì vậy đó, miễn bữa nào khỏe thì đi tới với nó, còn mình không khỏe thì mình đi ngắn đường mình chả gì à. Dạ. Bây giờ có con mắt bây giờ nó lờ rồi, đi chạy xe cũng sợ, giờ biết rồi. Tôi la đây giờ tới chừng mà tôi đi bán được con phải nuôi chứ, giờ bay cho tao mỗi đứa một tháng mấy trăm lần cho tao ở nhà chứ thôi sao. Dạ con cảm ơn bác, có gì nữa qua thăm bác ha. À thôi vậy cảm ơn nha. Dạ vậy lo cho anh Khang được, tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Gạch để lâu quá nó bị ấy hả? Mũi nè. Gạch này là anh Sang chọn màu á, thích màu này, chơi màu này. Mà mốt nhà mà sao màu gì? Cũng màu vậy luôn nè. Giống vậy luôn. Giống vậy nè. Nó tệt màu. Rồi thôi em về nha. Dạ. Thôi xin Khanh nó sáng đi cái nhà. Uống ly nước trà đi về. Ừ, uống ly nước trà. Để thôi bác bưng cái bình nước ra. À, uống cho vui lòng. Cô bác quý anh chị sẵn chia sẻ luôn. Đôi khi thì quay về hoàn cảnh khó khăn hoài á, thành nữ là nó thấy cái cuộc đời này nó buồn bã quá. Thành nữ xen vô những cái clip mà nó mang cái tính gọi là gì ta, thư giãn cho cô bác quý anh chị xem, như là cập nhật những cái kiến thức xã hội, những vấn đề độc lạ. Cô bác quý anh chị ủng hộ vui hồn. Như với uống nước trà nè anh. Nè vui. Ngon á. Ở giữa đồng mà sáng nấu 5 giờ rưỡi sáng cho bò ăn, ngồi ly nước trà nhâm nhi được rồi. Anh Lan. Dạ. Sáng bữa nào cũng 5 giờ thức dậy, rồi nấu nước, rồi cho con nấu cơm, rồi cho dạ. Mấy nhỏ nó ăn rồi nó đi học. Thằng lớn á thì nó phải đi mần, còn không đi mần thì nó ở nhà nó lo cho cha nó đi mần mướn đồ ăn. Vậy chứ sao bây giờ mấy cha con phải cố gắng nhà rồi bây giờ gắng lo mần đi, cố gắng nương tựa lẫn nhau ha. Dạ. Nó giờ nó cũng yếu rồi. Hỏi nhỏ hơn cái ví dụ như chị về anh chịu không? Chắc cũng không chịu, mấy nhỏ cũng không chịu cho về. Nhỏ không chịu hả? Không. Mấy nhỏ nó không chịu. Mà rồi. Mấy nhỏ không chịu mà anh có chịu không? Không. Hả? Chắc không quá. Chắc không quá hả? Cứ vợ mới chịu không? Không luôn. Vậy vợ vậy. Thiệt không đó. Mai mốt em dắt một cô trẻ đẹp về vợ. Giờ chịu hỏi thật nè, chịu không? Bây giờ không. Cách thứ nhất là giờ cũ giờ chịu không? Ai biết tại vì nó về nói sao mà mới cho về ở được, chứ còn không nói không được thì cứ đi hoài vậy thôi đâu có được. Ồ vậy là chịu rồi. Nói đó là con nói thầm rồi. Nói đó là em hiểu rồi. Bây giờ cách thứ hai, không về cưới cho anh người vợ mới, ok không? Không cưới. Ở vậy với con. Ở vậy với con như sao chị về anh chịu? Đi mẹ nó. Đi mẹ nó này kia về chứ còn. Vậy là vì con chứ đâu phải vì tình cảm của mình ha? Dạ. Lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn, đâu có mà đi kiếm quà này bà nọ, nó không nữa quá. Sợ hành hạ con mình ha. Dạ. Đi mà người này kia nó không lo đâu tròn nữa mất công. Đó, nhà còn ăn hiếp mà. Tưởng đâu tưởng đâu muốn cưới vợ mới em làm mai cho. Cha ơi. Cho anh chị xinh gái. Lại đi kiếm nhỏ nào hiền cho ổng á. Kiếm nhỏ dữ. Con hiếp lại hả? Cái này là nói chơi thôi. Dạ. Còn cái này tự nhiên hết mà. Con nó không được luôn. Bảy tuổi rồi bây giờ. Có cha giờ con đâu. Đuối nữa. Ở nhà bầu bạn vui rồi có thú vui gì. Bệnh yếu đuối vậy mà có để cho con nó. Vậy là trả lời dứt khoát luôn ha, không chịu là mai ha. Dạ. Đừng đâu chịu mai em dắt cho một cô chị xinh gái. Bữa đi chụp mông ngoài biển rồi sao rồi. Bị lách mông rồi. Dạ. Ông bắt bờ con đó mà tao nói giờ mình mấy ổng đầu cổ ổng vui vậy đó. Rồi thôi chào chào anh luôn nha. Kết thúc cô quán chị mai mốt vô quay tiếp. Cho vui.